Nhờ đó, tình hình cung ứng nông sản cho thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục được cải thiện. Sở Công Thương thành phố khẳng định nguồn cung nông sản thực phẩm cho thành phố vẫn đảm bảo. Dù lượng hàng về các chợ giảm, nhưng bù vào đó, lượng hàng qua các kênh siêu thị đã tăng gấp 1,5 lần so với ngày thường. Đặc biệt, nhiều siêu thị đã tổ chức các điểm bán hàng lưu động để phục vụ người dân ngay cả trong các khu vực phong tỏa. Một tin vui là một số quận huyện ở thành phố Hồ Chí Minh cũng đã được cấp phép thí điểm cho tiểu thương ngành rau củ quả được quay trở lại chợ để bán hàng. Trước mắt, ban quản lý mỗi chợ sẽ ra soát, lựa chọn khoảng 2 đến 10 tiểu thương cho bán rau củ quả, trong đó sẽ tính toán bố trí khu vực bán bảo đảm giãn cách. Liên quan đến khâu vận chuyển hàng hóa, Bộ Công Thương đang phối hợp với các địa phương kịp thời xử lý khó khăn và đề nghị tạo điều kiện tối đa để lưu thông tiêu thụ nông sản.